Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 hệ thống Galaxy 19 của ngày thứ tư. Hôm nay là ngày cuối tháng 1 rồi, 31 tháng 1 năm 2018 và chưa gì hết thấy tháng 2 là đầy biến động. 8 tháng 2 là ngày chính phủ sẽ có nguy cơ đóng cửa. Liệu rằng Đảng Dân Chủ có đồng ý để cung cấp 25 tỷ Mỹ Kim cho Tổng thống Trump xây vạn lý trường thành hay không? Một đề nghị mà trong bài diễn văn về thông điệp liên bang ông đề cập tới. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết ngày hôm nay. Và lẽ đương nhiên chi tiết của bài diễn văn vẫn tiếp tục được đề cập tới trong những ngày tháng tới. Thưa quý vị, Lưới Điện Sài Gòn TV tiếp tục gửi đến quý vị chương trình này trong ngày hôm nay để quý vị nào mà ngày hôm qua không theo dõi được vẫn có cơ hội để theo dõi. Thế nhưng thời tiết ngày hôm nay như thế nào, Thổi Yên? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thời tiết của chúng ta tốt hơn ngày hôm qua khi mà nhiệt độ có giảm hơn so với hôm qua một vài độ. Westminster và Garden Grove ngày hôm nay cao nhất cũng chỉ lên 75 độ mà thôi. Khu vực Anaheim và Riverside thì có thể lên được 80 độ, không có nóng lắm, nắng ấm chan hòa. Buổi chiều tối thì cũng giữ ở mức là khoảng trừ đâu 50 cho đến 52 độ, không có lạnh như những ngày trước. Và từ đây cho đến cuối tuần thì chúng ta lại có những ngày buổi sáng trời hơi âm u, thưa quý vị. Nhiệt độ lý tưởng giữ ở mức là 75 đến 78 độ. Và những ngày này thì độ ẩm có lên lại, không có còn khô như những ngày trước, từ 45 cho đến 50%, thưa quý vị. Và thưa quý vị, trong khi đó tình hình tài chính ngày hôm nay đỡ hơn ngày hôm qua. Trong hai ngày liên tục, thứ hai và thứ ba, trước khi bài diễn văn của Tổng thống đưa ra vào tối qua thì thị trường tài chính hầu như sụp đổ, giảm hơn 500 điểm, có lúc gần 600 điểm trong 2 ngày. Đó là tình hình Dow Jones, Nasdaq cũng hơn 100 điểm và S&P cũng mấy chục điểm luôn. Hôm nay thì tăng trở lại, sáng nay có lúc Dow Jones lên trên 200 điểm, 215 điểm. Thế nhưng bây giờ thì tụt giảm trở lại, mất đi hết gần 80 điểm, thưa quý vị. Nhưng vẫn còn là một con số màu xanh. Hôm nay thì công ty Boeing cho biết nhờ kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Trump mà họ đã có thể cắt giảm đi những cái khoản lỗ và có lời. Đó là công ty Boeing một phần để hỗ trợ cho cái tiến trình này. Đồng thời ngày hôm nay bà Janet Yellen cũng là một cuộc họp cuối cùng của bà tại Quỹ Dự trữ Liên bang Fed của Hoa Kỳ. Ông Jerome sẽ lên thay thế, Jerome Powell sẽ lên thay thế chức Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, vị thế quan trọng nhất trên thế giới này liên quan đến tài chính. Một tiếng nói của người chủ tịch đưa ra là chao đảo thị trường tài chính. Có một điều bà Janet Yellen kết thúc kỳ phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ bà không có tăng phân lời. Nhưng mà trong phân lời trong thời gian vừa qua đã khiến cho giới đầu tư cũng quan ngại. Tuy nhiên sang đến thời kỳ của ông Jerome Powell thì ông cho biết là phân lời sẽ còn tăng nữa. Và đó là một điểm đã khiến cho thị trường có những cái phản ứng tiêu cực, khiến cho thị trường đi xuống, thưa quý vị. Một lần nữa, ngày hôm nay Dow Jones hiện nay đang ở mức 143 điểm, Nasdaq lên được 21, S&P 500 lên được 5 điểm. Giá dầu thì sao? Dầu xuống thêm 27 cent nữa. Vâng, bây giờ thì dưới mức 65 đồng rồi. Dầu có lúc lên trên 66 đồng và đã khiến cho giá xăng đã tăng lên trong thời gian qua. Và các con số này cho thấy giá xăng sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới. Vàng lên được 6 đồng 1.346 đồng. Giờ đây thì chúng tôi gửi đến quý vị các chi tiết quan trọng đáng chú ý liên quan đến thông điệp liên bang của Tổng thống Donald Trump. Và đặc biệt là Thảo Yên theo dõi từ ngày hôm qua và gửi đến quý vị phần tường trình ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, theo như bài diễn văn của Tổng thống Trump ngày hôm qua thì ngay lập tức có một số những tờ báo lớn cũng như là truyền thông của Hoa Kỳ, sau cái bài diễn văn này của Tổng thống Trump thì truyền thông Hoa Kỳ đã bị chia rẽ ra theo hai hướng, thưa quý vị. Thứ nhất, những tờ báo mà khen ngợi cái bài diễn văn này của Tổng thống Trump có thể kể đến tờ Wall Street Journal, tờ Washington Post, khi mà và cả tờ LA Times, họ khen ngợi một số, chẳng hạn như họ nói rằng Tổng thống Trump đã thể hiện một cái tinh thần rất là lạc quan trong cái bài diễn văn này, khi ông nhắc nhiều đến những cái thành quả cũng như là sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ chỉ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, và cái việc mà ông kêu gọi người dân tin tưởng vào chính phủ cũng như là tin tưởng vào cái nền kinh tế và kêu gọi sự đoàn kết. Tờ Washington Post thì nói rằng có những cái điểm sáng trong cái thông điệp này, chẳng hạn như là ông làm dấy lên những cái tia hy vọng về một sự khởi đầu mới, bởi vì ông đưa ra những con số cũng khá là chính xác cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, và chẳng hạn như ông liên tục nhấn mạnh đến cái chiến thắng cắt giảm thuế là cái khía cạnh mà đảng Cộng Hòa đang rất là tự hào. Tờ LA Times thì nói rằng họ đánh giá cao là cái việc Tổng thống Trump đã có một cái giọng điệu ôn hòa hơn, thế nhưng ông vẫn kiên định với những cái chính sách mà ông luôn theo đuổi, đó là thắt chặt chính sách di dân cũng như là ông vẫn kiên quyết muốn xây bức tường biên giới. Tuy nhiên, tờ USA Today và tất cả những tờ báo khác và đa số các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ thì không đánh giá cao cái bài diễn văn ngày hôm qua của Tổng thống Trump. Vâng, có rất là nhiều vấn đề, chẳng hạn như họ nói là cái thông điệp khá là dài nhưng có quá nhiều vấn đề mà Tổng thống Trump không hề đề cập đến, chẳng hạn như bạo lực súng đạn hay là quan hệ đối ngoại với Nga hoặc là Trung Quốc, Tổng thống Trump không hề nhắc đến. Và chưa kể ông cũng không đề cập đến cái việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ, mà ngược lại còn muốn gia tăng thêm ngân sách nữa, thưa quý vị. Và hơn hết là đa số các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ cho cái chương trình DACA, khi mà trước cái bài diễn văn này họ mang nhiều hy vọng bao nhiêu, thì sau bài diễn văn này họ lại tiếp tục tràn trề thất vọng cũng như là bất an, khi mà Tổng thống Trump liên tục đưa ra những cái dẫn chứng về những cái người di dân đã phạm tội. Chẳng khác nào Tổng thống Trump đưa ra một cái thông điệp là người di dân chỉ toàn những cái kẻ xấu xa, trực chờ để mà giết người mà thôi. Trong khi thực tế thì cái tỷ lệ mà người di dân phạm tội thấp hơn rất là nhiều so với công dân của Hoa Kỳ. Còn nữa không Thảo Yên? Dạ cũng còn. Còn nữa, Thảo Yên sẽ trở lại. I'm so proud of you. Vâng, chúng tôi rất hãnh diện với Thảo Yên, theo dõi rất sát và đỡ đưa đến quý vị các bản tin chính. Lẽ đương nhiên còn nhiều thứ nữa. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo đó, thật nhanh. Ngày hôm qua, nguyên bài diễn văn không hề thấy nói cái công sức mà người di dân mang vào cho nước Mỹ, mà chỉ nhắm tới MS-13 mà thôi. Đó là một cái điểm cũng gây nghĩa là phản ứng tiêu cực, mà chúng ta cũng thấy hoàn toàn là sai trong những cái bài diễn văn trước. Bởi vì sao? Cái công sức của cái người di dân rất là quan trọng, và đây là những người di dân hợp pháp thì ông không đề cập tới, và chỉ nói đến vấn đề mà xây dựng bức tường vân vân. Chúng tôi sẽ trở lại ngay và gửi đến thêm các chi tiết về bài thông điệp liên bang của Tổng thống Trump. Mời quý vị cùng theo dõi.